bữa nay sao thắng kìa. Thầy đi. Ủa bữa anh thấy cái vụ thôi nãy trước khi đi đá có mối rồi, nó chặn ở đây là cháy nhiều. Đá mình đá bỗng vô vô không à. Thiệt. Đá luôn, đá luôn, đá luôn. Nhìn coi linh thiệt cái chứ. Nói bên đây là cầu gì. Chết rồi, ai ai ai. Ôm chân Liêm, ôm chân Liêm, ôm chân đó, ôm chân. Trời ơi. Chứ nghĩ sao nó chạy vậy, không ôm chân chứ ôm cái gì, ôm không có được đâu. Trời ơi, chết rồi. Chết ông chân của tôi rồi. Trời ơi, cấp cứu. Anh bị cái gì không? Anh Tâm ơi, chút cái này cái bột kìa Tâm. Ê mà hên quá, chút cái quần. Đây chứ. Mẹ ơi, ai rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi. Trời ơi, gặp trời gần quá. Ôi, trọng tài bắt thi vậy nha, không được đâu. Trời, trọng tài có tên là cỏ đậu viên anh em. Trọng tài đậu viên đỏ đi. Và trọng tài thấy đỏ ra sân đi. Ủa sao đây bao ơi, ai gì đâu, sao tao la mỗi cổ không cũng hộ hết vậy. Ngồi nghe đang cười à. Đúng rồi, cái này cũng không được. 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 Đúng rồi, cái Liêm ơi bán nọ đi em ơi, xuất nó nhại đừng xuất nó kia. Anh Tâm chụp hay quá hồi nãy đâu, anh Tâm vô đâu có thua đâu anh Vy. Hồi nãy anh Tâm vô tự động thua đâu á. Anh Tâm ơi ăn cái gì mà nay bay với chim vậy? Bay vòng vòng. Hay quá thôi bồ, hay quá đi. Anh ta mới biết bay nữa, bay vòng vòng. Ôm chân Toán không ơi. Toán có banh là ôm chân Toán liền. Cái này bên đây không có người gọi là cổ vũ tinh thần không, như mình đội mình vô có em vô la lên mình. Hồi nãy Đạt đang lấy lại tinh thần hai trái hai đều anh Yến ăn đâu. Trời anh Yến quê. Rồi xong hên quá không bị phạt. Rồi cầu thủ đội bạn đang chuẩn bị dâng cao đội hình. Bạn đồ sorry. Có chứ, người ta chơi tinh thần fair play mà. Quân Nguyễn ơi, tấn công Quân Nguyễn ơi, sút trái đẹp mắt coi. Bỏ go đi, bỏ ông Thành đi để cho anh tao làm việc rồi, anh tin tưởng anh tao lắm á. Bật liền. Rồi người ta ở bên Mỹ muốn mà bản bình luận không qua đó. Lên luôn con. Đập vô. Sập vô. Rồi. Mấy cái mà đục cái thôi cho ta đi. Cãi ngay hiểu rồi, chuẩn bị. Đừng có cãi, trọng tài rút thẻ vàng đó anh ơi. Trời ơi. Trọng tài đang đói á, trọng tài rút thẻ vàng nó có tiền á. Thôi anh Quân ơi. Tại nó thua mà em biết. Anh Quân ráng la đi, 50 ngàn bỏ ra uống bia. Ta đeo mặt của đường vàng. Đúng rồi, chạy đúng rồi. Chọt chân ở giữa, gài chân ở giữa, chọt ở giữa. Vô luôn, quăng vô gôn luôn. Mày vô. Không mình sống được mà. Vô lưới rồi. Ông thù dai lắm nha. Anh ta bắt chân xuất vô ngang thành luôn. Mấy giờ là 5-1 rồi đó. Hay quá. Đúng 1 à. Rồi con đi chạy kìa, đổi từ tiền gạo lên tiền gạo luôn. Đúng rồi, chơi vườn không nhà trống vậy đi. Trời ơi. Không có chân số rồi. Sút. Trời ơi, múa hả trời. Trời ơi, bất lực quá. Đây chuốt luôn được rồi. Anh Tâm anh thủ hay quá, thủ môn hay quá rồi. Hay quá rồi. Thủ môn rồi, trời ơi, một hồi cho 20 cái bê luôn. Thủ môn trời ơi, đâu mà không có chạy đâu. Anh Tân Tân. Nghe lời đó. Nhưng mà ông chụp hay, rất là hay. Nhưng mà nhờ chân dài quá là quá thiệt. Chân dài mà. Đồ quá. Đồ quá.
môn quá hay rồi, thủ môn quá xuất sắc. Bây giờ là mình chọn thủ môn xuất sắc là anh Tâm luôn. Làm mơ nhân. Không, quá hay, thủ môn quá hay. Bây giờ mà ai cho mà thủ môn xuất sắc, thọ thủ môn xuất sắc đâu? Anh Tâm thủ môn xuất sắc đó. Tiền đạo đối phương gì bàn, không ai khen, khen đúng không? À. Rồi, hết ra ra. Anh Tâm hồi được 100.000 thủ môn xuất sắc không? Không còn mọi phút nữa cứ đá đi. Giờ này có tiền không rất là nhiều chân nha. Mà đá sáng ngoài là vui. Hay quá tính rồi. Hay quá đồ xuống luôn nè. Ừ, hay quá rồi, trời ơi giỡn vậy đó. Trời ơi giỡn tính rồi. Ừ, hay quá tính rồi. Hay quá tính rồi, xuống luôn tính rồi, xuống luôn nè. Trời ơi nhẹ quá rồi. Phải chi lòng tháng thủ môn vậy. Phải chi thủ môn được cái háng bự bự ra chút nữa. Chốt anh Quỳnh ơi, anh Quỳnh ơi đâu rồi? Đấy, anh ơi, hay quá rồi, quá anh ơi, số đây, số. Quay qua quay lại quay đi, về đi, đứng yên quay, đứng yên quay, đứng yên, đứng đó nữa. Đau bụng quá, ông Minh làm đau bụng quá. Tấu hài, này là tấu hài đó mà. Đâu nhất nhì đâu mà tấu hài quá đi. À, anh Minh ơi, cầu thủ, cầu thủ. Trời ơi. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu anh Minh. Thủ môn xuất sắc là anh Tâm, cầu thủ xuất sắc là anh Minh. Im lặng nha, thủ môn sẽ xác nhất là anh Tâm, cầu thủ sẽ xác nhất là anh Minh. Hay quá anh ơi, hay quá. Trong khi kiên dạ anh cứ có những động tác như vậy là làm quê đó Phương à. Trời ơi anh Minh dễ luôn anh Minh ơi, dễ luôn. Quá mình thấy không thấy người ta tập trung cả mình. Mình marketing anh Minh, anh ta hội tập trung anh Minh ở dưới. Thế đó trọng tài. Cầu thủ hay nhất trận đấu là anh Minh đó nha. Hay quá anh Minh ơi, đứng yên đi. Cắm quá rồi, cắm rồi. Anh Minh. Anh cứ thấy phát quay à. Chắc có xem tập trên YouTube rồi. Trời ơi, có quay phim không? Phong lại, phong. Hay quá. À, cái tướng dài. Anh Minh ơi, anh vẽ từ cuối sang vẽ lên anh Minh ơi, đâu rồi? Quanh này lên đi, không cần thiết, tao qua đây. Anh Minh Minh ra rồi. Trời ơi, tại sao đưa cầu thủ sang các trận đấu ra rồi? Chưa nhậu mà la vậy là nhậu chị gì nổi trời. Tao nhậu tao đâu có la nổi, tao vô tao giật cơ mà. Giai đoạn 2. Một đứa này. Trời ơi, sức mạnh gì vậy? À bên kia liên chấp viêm đau phải không? Liên vô thái đảo xanh đi. Mai anh còn 10 phút nữa. Em chưa tính bù giờ 5 phút cho anh đó nha. Chưa. Còn 3 phút nữa hả? Chưa có bù giờ. 5 phút nữa chẳng đi, anh cộng giờ rồi mà anh biết mà 5 phút nữa đi. Không có. Trọng tài mới biết là trọng tài dám la không? Anh đừng kéo dài. Bạn, anh đang cố gắng kéo dài sự vui vẻ. Sút. Trời ơi. Trời đề nghị đưa cầu thủ à. Nguyễn Quý Minh đâu? Trời ơi Quý Minh đâu? Tiền đạo xuất sắc nhất mọi trận đâu? Minh đâu rồi? 1, 2, 3. Tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại đâu rồi? Bây giờ 1, 2, 3 Minh ơi nha. 1, 2, 3 Minh ơi. Minh ơi. 2, 3, 1 Minh ơi. Minh chọn trận đấu. Alo alo. Minh chọn cái trọng tài xuất sắc nhất trận đấu nha.
Minh đâu về đi đổi tha thứ vào nó làm cho anh. Anh ở đâu về gấp. Alo, bây giờ đội ủa lộn đội đội gì? Đội tổng hợp cần sự tiền cần sự trở lại của tiền đạo Giang Bóng một thời Nguyễn Quý Minh. Anh ơi, con. Biên luôn, biên luôn. Đúng nha mày, biên luôn lưu nha mày, không cần. Ôi, anh sẽ làm xôn xao cả trận đấu luôn. Chị Ninh Phong dứt lại, dứt qua. Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy? Hay quá. Hay quá, đã lâu đó. Trời ơi. Không chung cái đầu kia vô rồi. Hay quá, đá bằng đúng luôn. Trời ơi, tiếng đá mới ghê vậy. Giỡn tâm hơn. Anh Tâm ơi, bỏ lâu, bỏ lâu. Bỏ lâu, kẹt tao kẹt, tao kẹt. Máy đợi, máy đợi, máy đợi. Chó đá nào quờ thôi Thiến ơi. Để sau ai đều nè. Đâu ai nghĩ ra. Để sau ai đều nè. Cố gắng thôi, đi tới thầy nữa. Mấy câu vậy? Phải hai hả? Ây chà. Em 5 trái nữa là thắng người ta rồi. Đá hoa được nghỉ. Trời ơi, đừng có. Ờ, múa nè, thấy chưa? Gặp anh ta. Trời ơi. Chứ cái nhà mình nhiều quà vô. Trời ơi, mình vừa rồi mà phải biết thủ quà đi được rồi ha anh nhận. Ba hai. Mới ba hai. Hai ba hai. Mới ba hai à. Tỷ số 3-2 nha, về đội tổng hợp. Thì bay tổ chức luôn đội tổng hợp. Tại vì sao? Anh Huy nói vậy đó. Hay quá vậy Khanh. Gõ lên Khanh bông Khanh ơi, bán đồ Khanh ơi, anh kia em bán đồ mà. Trời ơi. Chồng quá. Không, nó đá nó thủ hoài luôn, sao không bà phải hay vậy. Lôi cùi mà. Bè người tốt. Lôi dắt lôi chạy. Hay quá. Hay quá tí ơi. Tí nó hồi nhỏ nó lẹ quá nè. Dễ luôn anh Tử ơi. Xuất luôn, bể rộng luôn, xuất. Chút thùng thành. Bắt đầu thấy nhớ Minh quá rồi. Anh Minh ơi, Minh ơi, anh Minh đâu rồi, tìm trẻ lạc. Trẻ lạc chứ. Vô tìm anh. Quá. Mơ hay quá. Ở cái đó bắt được lại suốt luôn, bắt được luôn, suốt luôn. Giờ thì vô lên chuyên nghiệp rồi. Bắt đầu. Hay quá. Lên luôn nè. Luôn lên em. Hay quá. Canh ngay cái bụng sốt, canh ngay cái bụng sốt. Ừ, vậy đó. Sốt cái nọ nè, ừ. Cái đầu đâu? Ừ, cái đầu cao nè. Hết chưa? Phạt. Lao vô người. Không hết giờ phạt ra thổi, hết giờ thổi hai cái lận. À, anh đề nghị anh hết phạt thêm nhiều thẻ vàng chút nữa nha. Ủa hết giờ cho trọng tài. Dạ, trọng tài đi ra ngồi dàn xếp gì rồi. Trọng tài đi chụp hình. Trời ơi. Hết giờ rồi em ơi. Cảm ơn em. Còn 5 phút nữa, 5 phút nữa anh em ơi. 5 phút nữa hết giờ nha, cứ đó nha. 5 phút nữa hết giờ đó. 5 phút nữa hết giờ nha trọng tài. Cầu thủ còn bị sốc á. Anh Niên ơi, hết giờ. Rồi, 5 phút nữa. Đó là chung đi anh. Chung đi bạn. Đâu vậy? Đó là ơi. Hết em hết chưa? Nó đẹp hay quá trời ơi mà ông vui. Ông chính xác. Thôi thất giải đi. Nhậu đi. Ai giải ba đâu trời.